bạn có biết ở con tum có nhà thờ gỗ rất nổi tiếng không được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ mà vẫn giữ được vẻ đẹp cổ kính wow nghe thú vị thật tớ nghe nói măng đen cũng rất đẹp rừng thông xanh mướt và khí hậu mát mẻ quanh năm đúng rồi măng đen còn được ví như đà lạt thứ hai của con tum đó rất thích hợp để nghỉ dưỡng à còn sông đắc bờ la nữa dòng sông chảy ngược độc đáo mà chỉ có ở đây thôi đúng Người dân rất tự hào về dòng sông này vì nó mang ý nghĩa rất đặc biệt cho con tung. Thật tuyệt vời khi con tung có nhiều cảnh đẹp và nét độc đáo như vậy. Mình rất muốn được đến thăm một ngày nào đó.